Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2019. Đúng không nhỉ? Đúng. Hôm nay mình đã mặc một cái áo mới, áo kẻ sọc. Thật ra là bình thường mình không mặc áo kẻ sọc đâu, nhưng mà tại vì là thêm Min rất là thích mặc áo kẻ sọc nên là mình đã đún đởn mua theo một cái áo kẻ sọc, và mình dự tính là sau này mình sẽ mặc áo kẻ sọc thường xuyên. Nói chung là ngày hôm nay mình có đi xem showcase của CIX về. Thật ra thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nếu mà không có rất là nhiều chuyện xảy ra. Hôm nay rất là lâu rồi mình mới đi tham dự một cái showcase mà lại là của một nhóm mà mình thích nữa. À, thật ra là mình cũng không phải là thích CIX quá mà mình rất là thích thầy Chin Young. Và ngày xưa thì Chin Young là one pick của mình tại Produce 101. Cho nên là mình rất là hào hứng ngày hôm nay để được đi xem CIX. Thậm chí là mình đã chuẩn bị rất là nhiều thứ, để chuẩn bị sẽ là quay vlog các thứ cho các bạn xem này. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều bị đổ bể. Tại sao lại bị đổ bể? Đó là tại vì ngày hôm nay rõ ràng showcase tổ chức vào 4 giờ. Bình thường nếu mà 4 giờ showcase tổ chức vào 4 giờ thì khoảng tầm mấy giờ thì nhỉ? 1 giờ. Ừ, 1 giờ bắt đầu xuất phát là vừa. Thì đến nơi là tầm khoảng 2 giờ. 1 rưỡi là mình đến nơi rồi, là rõ ràng mình đến rất sớm rồi đúng không? Nhưng mà mình đến nơi thì thấy mọi người đến hết rồi. Vừa mới đến một cái xong rồi nhân viên hấp tấp đưa cho mình tờ giấy, bảo là cái tờ giấy này với cả cái album này thì nữa mình sẽ unboxing cho các bạn. Nhân viên hấp tấp đưa cho mình đồ đắng này và mình quẳng cái này vào cổ xong rồi đi vào luôn đi. Mình bảo mình vào luôn thì mình cũng vào luôn. Bảo sao hôm nay mọi người hấp tấp thế, sao tổ chức nhanh thế. Mình bình thường thì nội dung các thứ nó sẽ ghi ở cái tờ này, nhưng mà mình lại không xem cái gì ở trong cái tờ này cả. Đấy mình cũng vội quá, lúc đấy đầu óc của mình đang bị liêng biêng tại vì say xe. Dọn đồ các thứ xong tầm đấy là 1 giờ 55 phút. À, đúng đỉnh, vẫn còn nhiều thời gian. Thế là mình lại đi ra ngoài, xách đồ đạc ra ngoài định ngồi thưởng bánh thưởng chè, tại vì là lúc đấy mình cũng hơi đói. Vừa mới gặp một cái miếng xúc xích một cái, xong rồi mình cầm tờ giấy này lên thì mới phát hiện ra là bắt đầu từ lúc 2 giờ. Showcase bắt đầu từ lúc 2 giờ và mọi người bắt đầu đi vào từ lúc 12 giờ trưa. Lúc mà mình phát hiện ra cái này thì là lúc đấy là 1 giờ 56 phút. Là lúc đấy mình cũng bắt đầu nghe tiếng đùng 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 ở bên trong khán đài. Thế là bỏ của chạy lấy người, thế mà trời lạnh nên mặc áo padding đến, xong rồi áo padding xong rồi bỏ máy các thứ vứt hết ra ngoài, xong rồi chạy thẳng cẳng đi vào. Cuống cuồng lắp ráp các thứ. Hôm nay còn không mang tai nghe nữa. Cho nên là mình đã không thử mic mà mình cứ cắm luôn mình quay luôn thôi. Nói chung là mình đã gặp CX như thế trong một cái gì chị? Sang hoang là cái gì? Tình huống. Trong một cái tình huống rất là như vậy. Và mình không thể thiếu tính từ. Tình huống rất là gì hả chị? Tình huống rất là khủng hoảng. Giới gen. Tình huống rất là giới gen như vậy. Xin lỗi các bạn, mình không giỏi tiếng Việt cho lắm, nhưng mà mình là người Việt Nam các bạn ạ. Nói chung là đấy, lý do mà mình kể lại tất cả cái câu chuyện như này, mình chỉ muốn nói với các bạn là mình không có gì quay về cho các bạn cả. Mình chỉ có một cái video showcase và các bạn có thể check ở trên này. Bài mới này rất là hay các bạn ạ. Tuy mặc dù tên của nó là Sun Sui Side, cái một performance nó không thần thiết một tí gì, các bạn có thể xem. Các bạn có thể thấy Chin Young rất là cute, rất là sexy, rất là đẹp trai các bạn ạ. Bình thường ấy, giả dụ như là mình không bị đi muộn ngày hôm nay, 4 giờ bắt đầu showcase thì khoảng tầm 2 giờ mình đến là vừa. Những cái thứ mà lúc đấy mình đến nơi do cho staff sẽ đưa cho mình đó là một cái quyển album một quyển album. Mình xin lỗi các bạn, nhiều bạn chửi mình là mình nói là em bom lắm, xin lỗi các bạn nha. Một quyển album có chữ ký của tất cả các thành viên. Thực ra là mình rất là muốn tặng các bạn cái này, nhưng mà sếp mình bảo là nếu mà tặng không thì phía công ty sẽ có vấn đề, cho nên là mình không thể tặng được cho các bạn được, cho nên mình sẽ giữ lại làm của riêng. Theo mình biết thì là cái album này có hai version, một version là màu xanh nước biển và một version là màu như này. Thật ra là mình thích màu này hơn, cho nên là cũng được. Tí nữa thì mình sẽ unboxing cái này cho các bạn xem. Thỉnh thoảng thì sẽ được nhận một cái thẻ press như này. Có với cả không có thì cũng không khác nhau mấy, tại vì là cũng chả ai quan tâm, chả ai nhìn. Lúc mình đi đến đấy thì mình cũng cuống cuồng đồ đạc rồi dám hết thứ. Mình cũng không biết là mình vứt cái thẻ này ở đâu. Đang dọn đồ các thứ xong thì nhìn thấy ở bên cạnh có một cái thẻ nó đang rớt. Mình nghĩ đấy là cái thẻ của mình. Thế là mình chạy ra, mình bóc nó vào cổ. Một lúc sau mình xếp lại đồ đạc của mình thì mình phát hiện ra cái thẻ mình đang ở bên dưới mặt đất. Thế là mình lấy thẻ mình vứt thẻ cho mình. Không thể và cái thẻ này là thẻ của người ta, còn cái thẻ của mình ở đâu không biết. Ở đây là sẽ một cái lịch trình và kiểu giới thiệu ra là lịch trình của showcase của ngày hôm nay sẽ như thế nào, với cả là nội dung chính của cái album này sẽ có như thế nào. Cái album này nó tên là Hello Chapter 2. Album nó tên là Hello Chapter
áo mưa. Không hiểu sao mỗi lần nói tiếng Anh kiểu thấy giúp nữa. Hello chapter. Hello chapter 2, hello strange place. Tên album này nó khá là dài. Bài hát title của nó là năm. Xin lỗi các bạn nha, mình nói tiếng Anh rất là ngu nên là các bạn đừng chửi mình nhé. Và tiếng Hàn nó là Sunsui Side. Bắt đầu mở cửa từ lúc 12 giờ, bắt đầu đi vào từ lúc 1 giờ và showcase bắt đầu từ lúc 2 giờ. Đây, và nói chung là cái nội dung của nó chỉ như thế này thôi, còn bạn nào muốn đọc thì tự tìm mà đọc. Các bạn có thể inbox mình sẽ chụp ảnh các bạn tự dịch. Ấn tượng của em về showcase lần này của CX là gì? Ấn tượng của về showcase lần này là rất là mệt. Tại vì là hôm nay mình không chiếm được chỗ ở bên trên là mình phải đứng ở bên dưới. Cái camera mình quay thì nó sẽ đứng ngay trên mặt mình như này. Camera thường nó như thế này đúng không? Thế này. Thì nó sẽ che luôn mắt mình và mình chỉ nhìn thấy cái màn hình của camera thôi. Mình sẽ không nhìn thấy các thành viên. Mình sẽ giả vờ kiểu. CIX là lớn tuổi nhất là sinh năm 98. Là BX. Bạn ấy đúng là kiểu leader luôn ấy. Cái cách thể hiện ra cũng rất là chững chạc. Chắc là tại vì nói nhiều nên là cảm thấy chững chạc. Em út thì cao nhất, nhưng mà anh đáng yêu nhất. Chin Young thì tất nhiên là lúc nào em cũng chờ đợi Chin Young nhất rồi. Lần đầu và lần cuối em có Chin Young là năm ngoái ở ga tàu điện ngầm. Sau với cái lần đấy thì mặt của Chin Young lại bé thêm một chút nữa chị ạ. Trông người trông rất là chắc, rất là cơ bắp. Tại vì em biết Chin Young là một đứa rất là hào ăn và ăn rất là nhiều. Nhưng mặt của nó kiểu ngày trước là thế này, bây giờ là thế này chị. Trông đáng thương lắm ý, mà dù em biết là nó không ốm yếu gì đâu. Nhưng trông đáng thương lắm, nhưng mà nói chung là vẫn đẹp trai. Út chúc tôi một lần nữa nhé. À nhưng mà với cả một cái ấn tượng nữa là so với cái lần debut lần đầu 4 tháng trước ấy, thì nhảy đẹp hơn rất là nhiều. Kiểu thấy rõ sự tiến bộ luôn ấy. Ở trong đấy cũng chị ấy cũng nói là Chin Young rất là chăm chỉ tập luyện. Thấy mọi người cũng nói là Chin Young rất là chăm chỉ tập luyện. Em nghĩ là sau này Chin Young sẽ có thể phát triển hơn, và so với cái hình ảnh của ngày xưa của Chin Young với bây giờ ấy, kiểu nó upgrade hoàn toàn luôn ấy. Ngày xưa lúc nào trông rụt rè, nhưng mà bây giờ ai hỏi thì có mic trả lời luôn. Kiểu trông rất là tự tin. 뭔가 지금 시기가 그런 좀 어울리지 않나. Em rất là thích cái hình ảnh đấy. Cái lúc mà trước khi mà đi xem cái showcase này thì mình có search một số cái video của CIX để xem ấy. Thì mình rất là ấn tượng với Sung Hoon, tại vì là kiểu cười rất là đáng yêu, trông cười đáng yêu lắm, kiểu mắt cười rất là hiền. Nhưng mà tại vì là hôm nay Sung Hoon không nói nhiều nên là mình không ấn tượng nhiều ngày hôm nay về Sung Hoon là lắm. Nhưng mà mỗi lần nói thôi là kiểu cười trông đáng yêu lắm. Còn người cuối cùng đó chính là người ngày hôm nay. Ngày hôm nay là mình cảm thấy ấn tượng nhất, bất ngờ nhất, đó chính là Yong Hi. Các bạn ơi, Yong Hi đẹp trai kinh khủng luôn. Tuyệt tác các bạn ạ, tuyệt phẩm luôn. Đẹp trai lắm luôn, nhìn ở ngoài đẹp trai cực kỳ luôn. Trời ạ, các bạn ạ, bạn nào mê trai thì hãy search ảnh của Yong Hi ngay. Trời ơi, đẹp trai lắm thề. Không thể biểu đạt được cái vẻ đẹp trai đấy bằng lời, cho nên là ngay bây giờ mình sẽ unboxing cái album này. Album này mình nghe nói là ngày mai nó mới được phát hành, và hôm nay là ngày 19 và mình đã có trên tay album mới này rồi. Đây là chữ ký của các thành viên. Và bây giờ thì mình sẽ unboxing, mặc dù là đã bị bóc ra rồi. Ten 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 ten. Đây. Nếu mà các bạn sờ vào đây thì sẽ cảm thấy một chất liệu vô cùng cao cấp cùng với một màu rất là cao cấp, đó chính là màu đỏ vàng. Và bây giờ mình xin được mở. Đây. Ích. Trong này có cao không nhỉ? Mở lên. Cao. Sao lại cao làm hành viên? À, không có cao hành viên.
đây đây mà là đây là mà là dùng hi thì em sẽ ịt tóc ngay lập tức. Cầm kim chỉ sim. Ui ai đây nè. Che mặt như là à. Ngày hôm nay mình sẽ trở thành fan của CIX. Photocard của Yonghi và tặng kèm thêm một cái này là cái gì, thẻ học sinh à? Không có thẻ học sinh nhưng mà thẻ học sinh là của BX. Quá tuổi dùng cái này rồi. Trong cái concept của album này thì BX là sinh viên học lại. Tại vì anh dự nhất cho là anh là sinh viên học lại. Và tiếp theo là có các năm thành viên. Ui, nhiều thứ thế. Đây nữa, đây là một cái photocard thử hóa biểu. Còn đây là một cái photocard. Nội dung gì thì mình cũng không biết. Photobook này. Đây là BX. Hoàng tử của mẹ. Ôi đẹp sai chưa? Hết. Và đây là... Đây. Đây là đĩa. Đĩa trông khá là cao cấp. Hộp rất là cao cấp. Nội dung bên trong cũng khá là ổn. Có tận 2-3 card. Cái card này bình thường nếu mà như là SM sẽ không bao giờ làm card này. Tại vì card làm card này đắt tiền hơn. Căng này là bẻ cũng không gãy. Hôm nay thì lúc mà mình về thì mình có đăng cái video performance lên rồi. Nếu mà bạn nào muốn xem thì hãy ấn vào xem nha. Quay hẳn 4K liền nữa các bạn. Nếu mà muốn thưởng thức CIX với chất lượng video 4K thì các bạn hãy ấn vào xem video của chúng mình nha. Ở bên này. Và video của ngày hôm nay đến đây là hết. Mong là các bạn sẽ ủng hộ K-Chan và cũng như là ủng hộ CIX thật là nhiều. Và ủng hộ tất cả những cái content về K-pop của chúng tớ thật là nhiều, để chúng tớ có thể làm thêm rất là nhiều những content khác liên quan đến các idol K-pop. Hoặc là có thể là đi showcase, hoặc cũng có thể là giveaway, hoặc cũng có thể là phỏng vấn các thần tượng K-pop chẳng hạn. Và mong là các bạn sẽ mong chờ vào rất là nhiều những cái video mới của cả K-Chan và cả của Sổ Tay Fangirl nữa. Và hẹn các bạn vào tập lần sau, và chúc các bạn hãy trở thành các fangirl và fanboy thành công. Tạm biệt.